Good afternoon, Utah. Đây là một cái cảnh đứng trước nhà quay ra sân trước. Hôm nay vào lúc 2 giờ trưa thứ hai có một cái trận mưa đá rất là to. Vào ngày 13 tây tháng 6, 2016. Wow, những con đường nước ngập hết rồi. Và mưa đá, gió trên sân cỏ đầy hết, nhìn đẹp quá. Cái này là thiên nhiên tạo, quá đẹp. Cái này là dòng sông xóm nhỏ, chỉ thiếu những chiếc xuồng ba lá mà thôi. Cảnh này rất là đẹp. Một buổi trưa, trời u ám tối thui. Ok, cái cảnh này nhớ những cái cảnh còn ở Việt Nam, mưa Sài Gòn, nước ngập đầy hết. Wow. Ok, xin cảm ơn ông trời cho một cái trận mưa rất là to, khỏi tưới cỏ. Bye, have a good day everyone.